Codeco phiên bản thường và phiên bản Tết mới được ra mắt, phiên bản nào đáng để mua hơn? Đây là câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều kể từ khi phiên bản dành cho mùa lễ hội mới được ra mắt. Hãy cùng mình tham khảo nhé! Từ ngày 20 tháng 12, Codeco đã cho ra mắt phiên bản chào mừng mùa lễ hội và năm mới 2024 với sắc đỏ bắt mắt nổi bật, một sự đổi mới trong giao diện cả bên trong và bên ngoài, từ túi sách, hộp đựng cho đến chai nước hoa. Phiên bản cũ nắp bạc màu đen tem trắng quen thuộc đã được nhãn thay đổi giao diện với bản nắp đen thân tròn, tông màu đỏ là tông chủ đạo với ý nghĩa về sự may mắn, vẹn tròn và sung túc được gửi gắm trong thiết kế lần này. Với 6 mùi hương chủ đạo trong phiên bản lần này đó chính là So Sexy By Night, Good Girl, Hà Nội 29 Grammo, QZ Love, VMR và Flower is Pink. Vậy phiên bản nào đáng để mua hơn? Theo quan điểm cá nhân của mình sẽ lựa chọn phiên bản Tết, không chỉ bởi cảm giác mới lạ trong thiết kế đem lại mà nó còn phù hợp trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt nếu bạn đang phân vân lựa chọn một món quà dành tặng cho người thân yêu của mình vừa thiết thực vừa ý nghĩa, phù hợp trong thời điểm đầu năm, cuối năm thì hãy tham khảo ngay sản phẩm phiên bản Tết của nhà Codeco nhé. Với 6 mùi hương trong phiên bản ra mắt lần này vừa đa dạng phong cách cá tính người dùng, lại là những mùi hương nằm trong top best seller của Codeco nên các bạn hãy yên tâm nha. Và đừng quên còn rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Inbox cho chúng mình để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn mùi hương kỹ lưỡng hơn.